Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đảng trong cuộc sống, chuyên đề học và làm theo Bác của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhiều lần nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tổ chức cán bộ và khẳng định nếu xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt thì công tác tổ chức cán bộ của Đảng giữ vị trí then chốt của then chốt. Quán triệt tư tưởng này, đặc biệt là trước thềm Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, công tác cán bộ đang được Tỉnh ủy Lào Cai, các đảng bộ trực thuộc cũng như cấp ủy cơ sở đặc biệt chú trọng. Và để thực hiện tốt công tác này thì công tác tham mưu của ngành tổ chức xây dựng Đảng đóng vai trò rất quan trọng. Phần đầu chương trình Đảng trong cuộc sống, chuyên đề học và làm theo Bác hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập công tác này tại Đảng bộ huyện Bảo Yên. Tiếp đó là phản ánh về những sáng tạo trong phát triển đảng viên mới, thành lập tổ chức đảng tại Đảng bộ thị xã Sapa và huyện ủy Văn Bàn. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương được Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2025-2030. Để chuẩn bị chu đáo cho sự kiện chính trị quan trọng này, Đảng bộ huyện Bảo Yên đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị cho đại hội cấp cơ sở vào đầu năm 2025, đồng thời hoàn thiện đề án nhân sự hướng tới tổ chức thành công đại hội đảng bộ huyện vào cuối năm 2025. Để đảm bảo số lượng và chất lượng nhân sự cho nhiệm kỳ mới, ngành tổ chức xây dựng đảng và những người làm công tác tổ chức cán bộ tại địa phương đang tập trung rà soát, nắm bắt, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy có những quyết định đúng và trúng. Sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến nhân dân, nắm bắt dư luận quần chúng nhân dân, đặc biệt là dựa trên kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đây là những nội dung quan trọng thường xuyên được đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng huyện Bảo Yên quan tâm, từ đó đưa ra những đánh giá đúng về năng lực, phẩm chất cán bộ, tham mưu cho huyện ủy để quy hoạch cho nhiệm kỳ tới. Chúng tôi cũng thường xuyên đi nắm tình hình từ những cái phản ánh, những cái ý kiến của bà con nhân dân liên quan đến những cán bộ để chúng tôi tổng hợp thông tin đa chiều đầy đủ nhất, chính xác nhất và để có cơ sở tham mưu cho Ban Thường vụ, cho huyện ủy bố trí sử dụng quy hoạch cán bộ đúng và trúng. Tôi bước xuống trực tiếp với nhân dân, tôi thấy rất là sát thực. Người ta phải nhìn vào cái việc thực tế, ví dụ như cái cây trồng vật nuôi này này. Chuyển đổi từ giống lúa thấp sang chuyển đổi sang trồng giống lúa cao, sang năng suất nó sẽ cao. Thì tôi thấy là cái việc làm đấy đối với cán bộ xã với nhân dân rất là sát sao. Khó khăn nhất chính là lựa chọn giới thiệu được những cán bộ vào các vị trí công tác phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường. Để đáp ứng yêu cầu thì những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng phải vững về bản lĩnh chính trị và trình độ, làm việc trên tinh thần, công tâm, khách quan, không vì nể nang hay lợi ích cục bộ từ công tác này. Đội ngũ cán bộ của Ban Thường vụ huyện ủy thì luôn nêu cao cái tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức và nghiên cứu kỹ các cái văn bản hướng dẫn để từ đó tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy thực hiện đúng cái quy trình công tác cán bộ theo đúng quy định và nắm bắt cụ thể cái đội ngũ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để từ đó thì có cái sự rà soát, sàng lọc đảm bảo đáp ứng được cái cán bộ có đủ tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất, đạo đức để bố trí sắp xếp trong cái nhiệm kỳ tới. Và để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng, đặc biệt là xây dựng cái dự thảo đề án nhân sự khóa mới, thì huyện ủy Bảo Yên chủ trương là xây dựng cái dự thảo đề án trên nguyên tắc là ba được. Một ấy, đó là được cho tổ chức đảng, hai là được cho công việc của địa phương, ba là được cho cán bộ. Yêu cầu đặt ra đối với cả những người làm công tác tổ chức và cả cán bộ được chọn cử, đó là phải hội tụ đủ các cái tiêu chuẩn quy định theo cái chỉ thị 35 và đặc biệt đấy là có cái phẩm chất bảy dám như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu, đó là dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với các cái khó khăn, thử thách vì cái lợi ích chung. Và khi có được cái tiêu chí cụ thể như vậy thì những người làm tổ chức sẽ thuận lợi hơn trong cái công việc tham mưu của mình. Những cái đồng chí được chọn để cơ cấu vào cấp ủy các cấp phải thật sự là tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, về trí tuệ, phẩm chất, đạo đức, lối sống. Ngoài cái tiêu chuẩn chung, chúng tôi đặc biệt coi trọng đó là
những đồng chí phải không ngại khó, ngại khổ, phải gần dân và đặc biệt là phải có cái sản phẩm công tác cụ thể đã được chứng minh ở cơ quan đơn vị địa phương và được cấp ủy nhân dân nơi đồng chí đó đã công tác đánh giá và ghi nhận. Theo kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Yên có 43 ủy viên, tăng 2 ủy viên so với nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với sự chủ động tích cực của các cơ quan tham mưu trong công tác nhân sự, Huyện ủy Bảo Yên cũng tập trung chỉ đạo yêu cầu các chi đảng bộ trực thuộc phải hết sức thận trọng, khách quan, công tâm trong công tác quy hoạch cấp ủy. Mục tiêu là lựa chọn cán bộ cho nhiệm kỳ mới, không chỉ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Trung ương, mà còn có năng lực thực tiễn để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng đảng, nhất là công tác phát triển đảng viên mới. Người cho rằng phát triển đảng viên là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng, quyết định đến sự tồn vong của đảng. Những chỉ dẫn của người đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự, tiếp tục được tỉnh ủy Lào Cai, các đảng bộ trực thuộc quan tâm triển khai, như tại đảng bộ thị xã Sapa, với nhiều giải pháp đồng bộ, nhất là trong công tác tạo nguồn, quan tâm bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Đến nay, kết quả phát triển đảng viên mới của đảng bộ đã vượt cao so với mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025. Sau thời gian nỗ lực học tập phấn đấu, lại được sự dìu dắt của chi ủy, các đảng viên trong chi bộ 1 Giàng Tra, ngày 22 tháng 10 vừa qua, anh Giàng A Páo đã vinh dự được kết nạp vào đảng. Vai trò và trách nhiệm của bản thân mình rất là lớn ạ. Trước hết là em sẽ cùng gia đình và bản thân chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước, đồng thời tuyên truyền vận động những người hàng xóm xung quanh chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước. Thông qua các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ cụ thể tại địa phương như chuyển dịch cơ cấu kinh tế, làm đường giao thông, xóa nhà tạm. Qua thực tiễn hoạt động, lựa chọn được những hạt nhân tiêu biểu từ cơ sở, Đảng bộ phường Hàm Rồng đã kết nạp được 22 quần chúng ưu tú vào đảng, vượt mục tiêu đề ra. Dự kiến đến cuối năm nay sẽ có thêm 3 quần chúng ưu tú nữa được Đảng ủy phường xem xét kết nạp. Và từ những cái hoạt động như thế thì đánh giá xem là cái tinh thần cũng như là phẩm chất đạo đức và ý chí của quần chúng ưu tú như thế nào, thì sau đó là chi bộ mới đem xem xét và đưa đi học lớp nhận thức về đảng, đồng thời là về tiếp tục là giáo dục giúp đỡ và hoàn thiện những hồ sơ để kết nạp vào đảng. Đến đại hội dự kiến có thể vượt từ 5 đến 6 đảng viên. Không chỉ tại đảng bộ phường Hàm Rồng mà nhiều đảng bộ khác trực thuộc thị ủy Sapa cũng đã hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu phát triển đảng viên mới. Trong đó có đảng bộ từ năm 2023 đã vượt kế hoạch phát triển đảng viên của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ thị xã Sapa đặt mục tiêu kết nạp 500 đảng viên. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao và nhiều giải pháp đồng bộ, nhất là khâu tạo nguồn, đến nay qua 4 năm thực hiện, đảng bộ thị xã đã kết nạp được 744 đảng viên, đạt gần 155% kế hoạch. Đặc biệt với sự chủ động trong công tác tham mưu của Ban tổ chức thị ủy, Sapa đã thành lập được 2 tổ chức đảng ở các đơn vị kinh tế tư nhân. Chúng tôi cũng đã trực tiếp đến làm việc, tuyên truyền vận động tập thể ban giám đốc, lãnh đạo quản lý các cái đơn vị kinh tế tư nhân này để hiểu rõ được ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc thành lập tổ chức đảng, rồi các cái tổ chức đoàn thể. Qua rà soát, chúng tôi trong tổng số các cái doanh nghiệp, đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn thì cái số mà người lao động là đảng viên đang sinh hoạt ở các cái thôn, tổ dân phố thì có khoảng 56 đảng viên. Thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ làm việc với lại các cái đơn vị này để thống kê, rà soát lại cái số lượng rất là cụ thể, chính xác và để tuyên truyền vận động và thành lập các cái chi bộ. Cùng với vượt mục tiêu kết nạp, vấn đề chất lượng đảng viên mới cũng được đảng bộ thị xã quan tâm ngay từ khâu xác định nhân tố đến quá trình giúp đỡ rèn luyện để quần chúng ưu tú được kết nạp vào đảng, đảm bảo tăng về số lượng và nâng cao chất lượng. Song song với cái việc phát triển đảng viên mới, vượt được cái kế hoạch giao
thì chúng tôi cũng xác định là chất lượng đảng viên là một cái nội dung hết sức quan trọng, để tránh cái trường hợp là đảng viên sau khi được kết nạp thì lại bỏ sinh hoạt hoặc là không tham gia các cái hoạt động của các cơ sở đảng ở các chi đảng bộ trực thuộc. Và cái vấn đề được đặt ra đó là phải xác định các cái quần chúng mà được lựa chọn thì phải thường xuyên trau dồi cái lập trường tư tưởng, đồng thời là xác định cái việc học tập và nâng cao trình độ nhiệm vụ công tác cũng như là tham gia vào các cái hoạt động sản xuất kinh doanh là một trong cái nhiệm vụ được ưu tiên. Tiếp theo đó là cái công tác bồi dưỡng đảng viên mới cũng được quan tâm thường xuyên. Đảng bộ đã mở các cái lớp đảng viên mới để qua đó giúp cho các cái đảng viên mới được kết nạp được tiếp cận những quan điểm chủ trương của đảng cũng như là các cái chính sách của địa phương, của tỉnh. Từ đó thì các đảng viên mới xác định cho mình các cái hướng đi, các cái nhiệm vụ để trong quá trình công tác, lao động sản xuất chú trọng vào cái vai trò của mình khi đã đứng vào hàng ngũ của đảng. Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chủ động trong nắm bắt và tham mưu của đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng, Đảng bộ thị xã Sapa phấn đấu trong năm 2024 sẽ kết nạp thêm 160 đảng viên, nâng tổng số đảng viên được kết nạp từ đầu nhiệm kỳ đến nay lên 760, đạt 158% mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, triển khai đề án 24 của tỉnh ủy Lào Cai về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, Đảng bộ huyện Văn Bàn đã có nhiều giải pháp phù hợp và sáng tạo trong công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới, qua đó nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng đối với loại hình kinh tế quan trọng này. Tăng cường nắm bắt tình hình các đơn vị kinh tế tư nhân, đẩy mạnh tuyên truyền đến chủ sử dụng lao động về sự cần thiết thành lập tổ chức đảng, khuyến khích các đơn vị tạo nguồn phát triển đảng viên mới và hỗ trợ tạo điều kiện để thành lập chi bộ. Chúng tôi cũng không nghĩ là chúng tôi sẽ thành lập chi bộ, bởi vì là chúng tôi bận rất là nhiều việc như là sản xuất này, kinh doanh này. Nhưng mà được khi mà được huyện ủy xuống tận cơ sở sản xuất để tư vấn, tuyên truyền và hỗ trợ giúp đỡ, thì chúng tôi cũng đã họp anh em và quyết định thành lập chi bộ Thế Tuấn vào tháng 11 năm 2023. Ngoài tuyên truyền, việc tập hợp các đảng viên là người lao động trong cùng một đơn vị đang sinh hoạt ở các chi bộ khu dân cư khác nhau về để thành lập chi bộ cũng được quan tâm. Cụ thể như 5 đảng viên ở chi bộ khác khu dân cư đang làm việc tại nhà máy thủy điện Hòm Dưới đã được Đảng bộ xã Nậm Chay đưa về để thành lập chi bộ thủy điện Hòm Dưới gồm 6 đảng viên. Trong đó một đảng viên là cán bộ địa chính xã được giới thiệu về sinh hoạt cùng chi bộ. Trước khi thành lập chi bộ thì là mỗi một người là ở một chi bộ độc lập khác nhau. Đến lúc khi mà về đến đây rồi thì là cái cảm nhận vai trò nó khác, trách nhiệm cũng khác. Rất biết ơn các đồng chí của lãnh đạo huyện, rồi lãnh đạo xã hết sức quan tâm. Nên là cử ngay cho một đồng chí, cũng là một đảng viên. Tôi nghĩ là cái việc này là chắc chắn là đã có cái sự tính toán từ của đảng bộ rồi. Từ kết quả bước đầu đạt được, huyện ủy Văn Bàn chỉ đạo đảng ủy các xã thị trấn chủ động ra soát, lựa chọn quần chúng tiêu biểu tại các cơ sở kinh tế tư nhân để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn, giới thiệu tham gia các lớp nhận thức về đảng. Khi đủ điều kiện sẽ tổ chức kết nạp. Khi có đủ số lượng đảng viên theo quy định của điều lệ đảng thì chúng tôi tham mưu cho huyện ủy chỉ đạo để các cái tổ chức đảng của xã, thị trấn xây dựng cái phương án để thành lập các cái chi bộ và tiếp tục là tuyên truyền để các đồng chí là chủ các doanh nghiệp để tham gia trong hàng ngũ của đảng để người ta có cái vai trò lãnh đạo. Với sự chủ động và sáng tạo như vậy, nên ngay trong năm đầu tiên triển khai đề án 24 của tỉnh ủy, huyện ủy Văn Bàn đã thành lập được 2 chi bộ đảng ở khu vực kinh tế tư nhân. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có thêm chi bộ nhà máy thủy điện Nậm Tha được thành lập, khi những đảng viên mới kết nạp của đơn vị này hết thời gian dự bị. Với sự quyết tâm, sự chủ động và sáng tạo trong công tác phát triển đảng viên mới và thành lập tổ chức đảng ở đơn vị kinh tế tư nhân, Văn Bàn đang là điểm sáng để các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy học tập vận dụng và thực tế từng địa phương, đơn vị.
Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Đảng trong cuộc sống, chuyên đề Học và làm theo Bác của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.